Khi làm YouTube, một số người cho rằng là cần phải hết sức vất vả, kiên trì, phải hao tâm tổn trí thì mới có được thành công. Quan điểm của tôi thì không phải như vậy. Thay vì làm việc vất vả hơn, chúng ta hoàn toàn có thể làm việc thông minh hơn, cùng một số view, nhưng nếu chúng ta sắp xếp một cách khoa học và hợp lý thì mình sẽ mất ít thời gian hơn. Và như vậy, coi như là mình đã có được nhiều tiền hơn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn tại sao với buổi nói chuyện tiếp theo cùng kênh Thảo Dược Quanh Ta. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi HandyFan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Mời bạn cùng theo dõi. Số lượt xem 394 tăng 11%, thời lượng xem trung bình 2 phút 37 giây. Video của em bình thường là bao nhiêu phút? Của em bây giờ em giảm rồi, chỉ còn tầm 10 phút thôi, hơn 10 phút một tí thôi. Còn trước là em toàn 16 phút, 18 phút. Có cố tình giảm không hay là do cái nội dung nó chỉ đến thế? Tức là do view mình giảm đi thì em giảm số lượng đấy đi. Kiểu khán giả cũng không muốn vòng vo nữa ấy, thì em giảm cái thời lượng đi. Chia sẻ thẳng vào vấn đề chứ còn vòng vo cái gì nữa. Nói chung là chia sẻ công dụng từng cái một. Anh Quân là anh thích chia sẻ, anh chia sẻ nhiệt tình lắm, anh chia sẻ hết cái này cái kia rồi thì anh hiểu rồi. Tức là ông đi vào từ chi tiết từng ly từng tí một đúng không? Từng ly từng tí một nên là hơi bị dài dòng. Ok, anh xem số liệu phân tích này. Ôi, cái gì cũng giảm nhỉ. Số lượt xem giảm. Bao nhiêu lâu up video một lần? Bao nhiêu lâu up? Mỗi ngày em up một cái. Mỗi ngày một cái? Vâng, mỗi ngày em up. Mỗi ngày quay, ngày nào phải quay video hay sao? Hay là quay một ngày để dùng dần? Mỗi ngày em quay một cái video. Sao anh em không sắp xếp, ví dụ một ngày quay luôn mà 10 cái, 20 cái luôn xong rồi về đăng dần, cho nó tiết kiệm thời gian, hiệu quả hơn? Cũng em cũng tính thế mà, tại vì anh bận cái này bận cái kia đi muộn thì cũng quay muộn. Em xem trao đổi với Huấn đấy nha, kiểu mình xem mình nghĩ để mình giảm bớt thời gian làm việc mà tăng tiền lên, tăng doanh thu lên đây thì mình nên sắp xếp làm việc công nghiệp hơn tí. Tức là mình có thể quay video, nhiều video trong một ngày, sắp xếp một ngày hoặc là một buổi quay liên tục. Bảo Huân nghĩ ra chủ đề 4-5. Bắt đầu mình có thể, nếu chưa quen thì mình có thể là bắt đầu từ 2 cái, 3 cái, xong tăng dần lên 5 cái, 10 cái lúc. Em hiểu không? Em quay một loạt luôn, xong rồi về em ngồi em edit, em đăng lên, em up, em đăng dần lên. Hiểu không? Em gọi lên lịch ấy. Lên lịch cho đăng. Vâng. Có nhiều người làm video cho cả tháng mà chỉ mất vài ba ngày thôi. Mất vài ba ngày quay xong rồi vài ba ngày edit nữa xong rồi thế là người ta lên lịch, người ta đăng cả tháng, xong còn cả tháng đi chơi. Đi tìm đề tài khác, đi làm những chuyện khác. Nha. Vâng. Nha, để giảm bớt. Bây giờ ví dụ như chẳng hạn như cùng một số tiền em kiếm được mà em bớt cái công sức bỏ ra thì có phải là coi như là tăng tiền được không? Vâng. Làm việc dây chuyền lúc nào nó nhanh hơn so với cứ làm một video quay xong xong rồi lại ngồi edit rồi lại ngồi đăng, là ngày nào phải làm. Còn làm theo kiểu kia anh nói ấy, là có thể ví dụ như những cái kênh lớn ấy, những cái kênh lớn người ta có thể một tuần liên tiếp người ta không làm gì hết thì là vẫn có video đăng đều đặn ở trên kênh. Không vấn đề, không bao giờ bị căng thẳng với chuyện hôm nay chưa có cái gì để đăng cả. Ok. Như theo là một ngày đăng một video hay là 2 video thì hơn? Theo nghiên cứu bây giờ ấy thì là một tuần chỉ cần đăng khoảng 2 video, 3 đến 3 video là được. Thậm chí những kênh mà đăng 2-3 video còn nhiều view hơn là những kênh mà đăng dày liên tục mỗi ngày 1 video, mỗi ngày 2 video ấy. Yeah. Em hiểu không? Cho nên là em thử đi, em thử giãn bớt lịch đăng video ra. Giờ này cũng giảm ác quá. Ừ thì thế đó, một trong những cách để tăng view là 16 người lượt xem. Nói nghe hơi vô lý nhưng mà một trong những cách để tăng view là để giãn bớt lịch đăng video ra. Em bây giờ em giãn thử đi. Em thử có hôm nào em đăng là cách ngày em mới đăng một video xem. Rồi theo dõi, ví dụ như bây giờ nếu mà em đang sợ ấy, anh đã nói chuyện với nhiều người mà nhiều người anh nói như thế thì người ta sợ là view bị giảm nhiều. Thì nếu mà như thế thì em cứ khoảng một tuần em làm như thế 1-2 lần thôi. Em hiểu không? Nếu sợ nhá,
Còn nếu mà dũng cảm thử nghiệm thì tiến hành luôn. Thì em có thể giãn là... giãn lịch đăng video ra. Giãn lịch đăng ra. 2 ngày đăng một cái thôi. Cách này đăng cái. Nhá, xem thử xem thế nào. Chưa đăng ký 92%, đã đăng ký 8%. Em cái nó hơi bị có vấn đề ở chỗ chưa đăng ký với đã đăng ký này, Tâm ơi, là cái tỷ lệ này nó hơi thấp này, tỷ lệ đăng ký so với khán giả xem này nó hơi thấp so với bình thường này. Bình thường nó phải 30-70 hoặc là 40-60 nó mới có cái sự gắn kết của mình với khán giả, của kênh với khán giả, em nhớ. Người ta chỉ xem xong giải quyết, ví dụ người ta có một bệnh gì đấy, người ta tìm kiếm trên YouTube hay là được đề xuất thì người ta xem xong cái đấy giải quyết xong vấn đề của người ta là thôi, người ta không có cái sự gắn kết với cái kênh của mình để xem lâu dài, em hiểu không? Muốn như thế thì phải làm thương hiệu để ví dụ như khi người ta tìm kiếm ra, ví dụ cách đây 3 tuần nhá, nó đã từng xem một video của Huân nhá, nó chữa một bệnh nào đó nó khỏi rồi nhá. 3 tuần sau nó có một bệnh khác thì nó tìm kiếm ở trên YouTube thì YouTube nó sẽ đề xuất một loạt. Thì nó sẽ ưu tiên những kênh mà nó thằng kia nó đã từng xem, khán giả đã từng xem, hiện lên trên kết quả tìm kiếm. Nếu mà nó nhìn cái video trong cái danh sách hết kết quả tìm kiếm mà nó nhớ cái kênh này, ô lần trước mình xem nội dung nó chất lượng, tin tưởng. Thì giống như lúc nãy anh nói phải có sự tin tưởng mới có được sự chú ý đấy. Trong danh sách 10 cái video đề xuất, YouTube đề xuất đấy thì nó sẽ click thêm vào. Nếu mà nó đã đăng ký kênh, nó đã tin tưởng thì... nó sẽ dễ, người ta sẽ dễ quen thuộc hơn, người ta sẽ click vào xem hơn. Thứ nhất là cái chữ mà thảo dược quanh ta đấy, em làm cái chữ thảo dược quanh ta, em xem làm lại cái logo cho nó nổi bật hơn, thì cái màu xanh để anh thấy nó hơi bị chìm. Vâng. Với lại là sau khi em làm cái logo xong, tốt nhất là nếu mà có thể, một là có cái khuôn mặt của Huân, còn không có cũng được, không có chắc cũng được, thì em thay bằng cái logo nào mà thật. Xem có thằng nào vẽ cho được cái logo không? Có rồi hả? Chứ không chỉ có mỗi chữ thảo dược quanh ta đấy, nó nhìn nó hơi thiếu chuyên nghiệp. Em tưởng tượng logo giống như Apple có mỗi hình quả táo hay là... để cho người ta nhớ ấy, thì trong các cái thumbnail của em đều đưa cái logo đấy vào. Để cho người ta chỉ cần liếc qua, ví dụ như người ta tìm kiếm thấy, người ta chỉ cần liếc qua phát là người ta thấy nhớ cái kênh thảo dược quanh ta này. Vâng. Thì mình sẽ đẩy được cái số lượng người đăng ký lên hơn. Và xem lâu dài nhiều hơn. Cách thứ hai nữa là lúc em làm thumbnail em làm theo một cái mẫu, một cái màu sắc cố định. Em chọn theme màu nào đấy, chọn cái style màu nào đấy, xanh đỏ hoặc là vàng đỏ, vàng đen gì đấy. Thì tất cả các thumbnail em làm đều làm giống nhau như thế. Tức là làm giống nhau hết, phông chữ đến màu sắc giống nhau hết. Tạo cho người ta thành thói quen, em nhớ. Tạo thành một cái thương hiệu đấy thầy. Tạo thành một cái thương hiệu. Em thử mở một tab mới anh xem. Rồi em nào ảnh vào cho anh chữ Brian G xem nào. Rồi click vào cái kênh đấy. Ông này dạo này cũng làm thử nghiệm nhiều kiểu thumbnail kéo xuống dưới thì. Đấy, thấy chưa? Thấy người ta làm thumbnail có cái giống nhau không? Tạo sự quen thuộc cho khán giả. Còn cái đoạn lúc đầu là ông này đang chọn cái giai đoạn này là ông này đang chọn cái phong cách màu vàng màu đỏ, đúng không? Màu vàng màu đỏ màu đen. Đoạn sau này là đang mới đổi sang thêm màu xanh với màu đen ấy, kéo lên trên đi. Nhưng mà nó thống nhất với nhau, em thấy không? Thấy màu sắc mà thống nhất đâu. Không có ngẫu nhiên như mình. Kéo lên trên nữa đi. Đoạn sau là ông đổi thành màu xanh với màu đen, thêm màu xanh và màu đen. Mới đổi. Em hiểu, anh nhìn như này là em hiểu, thấy không? Nhìn là thấy quen thuộc lên. Đấy là branding. Rồi quay lại số liệu phân tích kênh nào. Mà với lại là cái màn hình của em, cái màn hình hình vuông, em phải cẩn thận đấy, xem phải đầu tư làm cái màn hình 16:9 vào. Vâng. Lúc mình edit video nó đúng với cái khán giả mình nhìn thấy, thì mình tưởng tượng ra được khán giả nó nhìn thấy như nào đúng hơn. Vâng. Phải chú ý tăng chất lượng lên chứ, cứ cắm cúi làm video rồi cứ up lên rồi được đến đâu thì được, thì đến bao giờ nó mới được. Nhá. Rồi bảo Huân hôm nào có thời gian livestream nữa. Đã livestream bao giờ chưa? Live trên YouTube này. Live trên này thì chưa. Thế live đâu? Toàn live Facebook này. Facebook có trang à? Ngày xưa bán thuốc thì hầu như là cách 2 ngày live một lần. Thế à? Hay là một tuần live một lần gì đấy. Bây giờ live bảo là Huân là livestream trên kênh YouTube này nữa.
Livestream nó có hai tác dụng. Thứ nhất là tại vì kênh của mình bây giờ đang bị gọi là thương hiệu Đăng nó bị kèm. vấn đề là giống như kiểu cửa hàng qua đường ấy, người ta chỉ qua đường người ta xem xong rồi thôi, giải quyết xong vấn đề thì thôi, người ta không có xem lâu dài, không biến được cái khán giả mà qua đường thành khán giả lâu dài cho kênh của mình. Thì nó hoàn toàn dựa vào sự ngẫu nhiên đề xuất của thuật toán, cái video nào ngẫu nhiên được đề xuất lên thì lên, chứ còn không có gắn kết được khán giả. 82.000 người đăng ký mà mỗi video là có 1-2.000 lượt xem, hơi hơi kém Vâng, kém thật. nha. Cho nên là phải Vâng. livestream. Livestream làm gì? Livestream để tăng sự tương tác với khán giả. Khán giả trên YouTube nó khác với khán giả trên TV. Khán giả trên YouTube nó muốn được tương tác, chứ không phải khán giả TV là thủ động đón nhận. Em hiểu không? Vâng. Đấy là cái thứ nhất. Vâng. Thì người ta mới nhớ được mặt cái ông này. Không phải là một nhân vật trên TV xa lạ, mà là người mình có thể nói chuyện được trực tiếp. Vâng. Đúng không? Livestream nha, ngắn thôi cũng được. Livestream mỗi lần chỉ 15 phút, nửa tiếng thôi, trả lời câu hỏi, ai có bệnh gì thì bắt bệnh, trị bệnh tại chỗ. Like bằng ứng dụng YouTube đấy. Ừ, một là mở điện thoại ra, xong rồi mở ứng dụng YouTube, mở điện thoại ra, bấm nút là phát trực tiếp, thì là ngồi nói chuyện thôi. Có thể thông báo trước ở trên tab cộng đồng cho khán giả người ta biết trước là giờ đó, để cho có thêm người xem, hiểu không? Giờ đó ngày đó tôi sẽ livestream. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thứ nhất là tăng sự tương tác cho khán giả là một nha. Thứ hai nữa là tăng tín hiệu cho YouTube nó đề xuất. Tại vì cái lúc livestream thường là nó comment liên tục, khán giả nó comment, nó like liên tục, em hiểu không? Những cái tín hiệu đấy nó đưa vào, nó xếp rank cho kênh. Thay vì like ở trên Facebook thì bây giờ mình like ở trên YouTube đi, thì nó sẽ đẩy rank kênh lên mạnh hơn. Chưa kể là cái lúc mà em livestream ấy, thì nó sẽ gửi YouTube, nó sẽ gửi thông báo đến tất cả những người đăng ký trên kênh, giống như em Em đang hiểu. cũng giống như Facebook ấy, lúc nào mà trong đám bạn bè của mình mà có thằng nào livestream phát là hiện lên đầu tiên liền, click vào xem liền, nó ưu tiên mà. Cả Facebook với YouTube bây giờ nó đang ưu tiên phát trực tiếp mà, tranh thủ nha.